Bây giờ là mùa xoài ở Ấn Độ mọi người ạ. Mọi nhìn thấy cái cây xoài đằng sau em chưa? Sai chĩu quả luôn. Đây chỉ là một cây xoài nhỏ thôi, trong vườn của gia đình thôi. Còn rất là nhiều cây xoài khác nữa. Em rất là bị ghiền cái món cà ri xoài của mẹ chồng nấu, hoặc là mấy cái món mà làm đồ chua bằng xoài á mọi người. Rất là ngon luôn. Đó. Còn mấy anh bên kia, mấy anh mấy chú đang làm vườn mọi người ạ. Bây giờ là chiều chiều mát thì mọi người ra làm vườn. Đó. Có một anh, một chú với hai anh làm vườn mọi người ạ. Chiều mát thì mấy em chó như thế này cũng được mấy anh phụ trách chăm sóc và nuôi dưỡng đưa ra ngoài đi vệ sinh và đi dạo mọi người. Gia đình em có hai anh chăm sóc và phụ trách nuôi dưỡng chó. Anh này thì phụ trách những bé lớn, còn một anh phụ trách những bé cún nhỏ hơn. Em thì đang ngồi uống masala chai với mẹ chồng và cho mấy bé mèo ăn. Rất là nhiều mèo luôn. Còn đây là anh Ravi đang đem masala chai cho anh Patu, chồng em. Nhưng mà anh đi ra bên khu vực nhà hàng họp rồi. Rồi anh kia thì đang tưới cây, tưới hoa, tưới cỏ. Toàn là các anh thanh niên đó mọi người. Đi xa gia đình, làm việc kiếm tiền gửi về cho bố mẹ, vợ con. Rất là thương luôn ạ. Chiều chiều thì gia đình mới nhộn nhịp như thế này á mọi người. Còn nếu mà ăn cơm trưa xong là tất cả mọi người đều về phòng nghỉ ngơi. Và 4 rưỡi 5 giờ, nhiều khi bữa nào mà nắng thì 5 rưỡi thì mọi người mới bắt đầu làm việc buổi chiều như vậy đó ạ. Còn đây là cây mận nè, người Bắc gọi là cây roi đúng không ạ. Trong vườn thì rất là nhiều cây trái. Còn đây là cây ớt. Ở Ấn như mọi người biết đó, rất là hiếm ớt đỏ để mà mua ở ngoài. Nên là mỗi lần mẹ chồng luôn dặn là để dành ớt đỏ cho Julie. Xong là mỗi lần mà chín ớt chín là mẹ nói Julie ơi, Julie có ớt chín rồi đó, có ớt đỏ rồi đó. Rất là dễ thương luôn. Còn đây là cây ổi mọi người ơi. Đó, chiều chiều em ngồi hay ngồi uống trà, uống chai, uống nước ép hoặc là uống sữa tươi với mẹ chồng cho mèo ăn như vậy. Nhưng mà mẹ em không thích xuất hiện trên video nha mọi người. Rất là nhiều cây đây mọi người. Xa xa kia là cây xoài lớn rất là lâu năm. Có cả cây sake mọi người ạ. Cây sake nè. Rồi các loại rau củ quả. Nói chung các loại rau củ quả trái cây ở Ấn Độ cũng tương tự như Việt Nam mình thôi. Chỉ có cái là họ cách nấu khác mình thôi ạ. Còn cũng đầy đủ hết. Đây này mọi người. Cái cây này giống như là cây cà tím của mình. Để chút xíu em quay lại. Còn đây là cây xoài mấy chục năm luôn mọi người ạ. Rất là cao to, và hôm bữa nhà em thu hoạch rất là nhiều xoài. Sau đó bọc giấy báo để vào thùng giấy cho nó chín. Rồi đi biếu bà con họ hàng. Rồi đưa cho mấy người làm, người giúp việc ăn. Còn đây là giống cây cà tím của mình này mọi người. Cái này làm mà nấu thành cái sốt để mà ăn với cơm biryani rất là ngon luôn. Đây là khu vực chuồng mấy em cún nhỏ. Có cả cây sake nè. Cây xoài to ơi là to. Rất là nhiều trái mọi người ạ. Còn cây xoài này nhỏ hơn và ra trái trễ, bây giờ vẫn còn xanh á mọi người. Xoài xanh thì lâu lâu em cắt chấm mắm đường, hoặc là dạo này mới đem muối tôm ở Việt Nam qua. Mỗi lần mà thấy em cắt xoài xanh chấm muối tôm là ông xã em nói: "Ôi mắm muối tôm. Ôi muối tôm mẹ vợ cho anh mà sao em ăn hết của anh." Anh Patu giờ quý muối tôm lắm mọi người ơi. Đó, đây là không khí buổi chiều ở gia đình em nha mọi người. Chia sẻ một chút xíu như vậy á. Tấp nập.
mỗi người làm một công việc khác nhau. Đây là những sản phẩm mà em ý dùng mỗi ngày đây ạ, vitamin C, omega 3 và viên uống cân bằng nội tiết tố nữ. Đầu tiên đó là viên uống vitamin C chiết xuất từ quả Amalaki hay còn gọi là quả lý gai Ấn Độ, là một loại thảo dược trẻ hóa mạnh mẽ và mang lại vô vàn lợi ích. Amalaki hay còn gọi là mẹ chăm sóc vì nó tập trung vào sức khỏe tối ưu như một chất làm trẻ hóa và tăng cường miễn dịch cho cơ thể. Ngoài việc là nguồn vitamin C tự nhiên phong phú thì Amalaki còn chứa rất là nhiều axit hữu cơ cùng với các axit giàu tiềm năng, thể hiện tính chống oxy hóa rất là mạnh mẽ, do đó là giúp chống các loại gốc tự do và giảm thiệt hại cho tế bào, đảo ngược quá trình viêm và lão hóa. Mỗi viên nang vitamin C Amalaki chứa 500mg chống oxy hóa, hoạt tính nhuận tràng nhẹ, chống loét, cải thiện thị lực, cải thiện độ bóng của da và tóc, cải thiện sức chịu đựng và làm dịu, làm sạch ruột. Vitamin C Amalaki được sử dụng để điều trị một số rối loạn như cảm lạnh thông thường, sốt dị ứng, khó tiêu, viêm dạ dày, chảy máu chân răng, lo lắng, cholesterol cao, chèm, mụn trứng cá, nhiễm trùng tiết niệu và khả năng miễn dịch thấp cũng như là suy nhược. Còn đây là omega 3 thì từ trẻ em đến người lớn tuổi cũng nên bổ sung mỗi ngày mọi người ạ. Bởi vì não bộ có đến 60% chất béo HDA chiếm 1/4. HDA là dinh dưỡng quan trọng giúp phát triển thị lực và thần kinh. Nạp đủ omega 3 làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng, một trong những nguyên nhân gây ra mù mắt và tổn thương vĩnh viễn, và ngăn ngừa bệnh tim mạch, huyết áp này, ngăn ngừa các mảng xơ vữa này, giảm cholesterol, bệnh đông máu cũng như là giảm mỡ trong gan, rất là nhiều công dụng khác của omega 3. Tiếp theo đó là viên uống cân bằng nội tiết tố nữ. Đây em ý đã uống hết rất là nhiều lọ đây rồi ạ. Viên uống cân bằng nội tiết tố nữ bổ trứng đẹp da, điều hòa kinh nguyệt, tăng tiết sữa mẹ sau sinh, giảm tình trạng khô hẹn, bốc hỏa, stress, hỗ trợ giảm đa nang buồng trứng và đẩy lùi mãn kinh sớm đấy ạ. Thành phần gồm thiên môn trùm, cải thiện tất cả các nội tiết tố nữ, chức năng sinh sản, cân bằng nồng độ hormone, giàu progesterone, bình thường hóa mức độ estrogen một cách tự nhiên, dây thần nông, giảm co tử cung, tăng cường khả năng miễn dịch, chống viêm, bảo vệ thần kinh, hương nhu vana chống lại sự căng thẳng và tăng cường miễn dịch, làm dịu hệ thần kinh trung ương, chống viêm, giàu chất oxy hóa, ngăn ngừa lão hóa sớm. Cây dung bổ sung chất oxy hóa, cải thiện số đo trong giai đoạn dậy thì cải thiện các mô da, hỗ trợ sự phát triển vú, tử cung và buồng trứng đó ạ.